Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng siêu chiến binh Forang Raptor 2023 mới chính hãng cũng đã có mặt tại Việt Nam, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 3. Một số đại lý từng báo khách hàng xe bán tải Forang Raptor, thế hệ mới sẽ ra mắt trong tháng 3 năm 2023, và thời gian bàn giao dự kiến ngay tháng 4. Đến nay, hình ảnh về Forang Raptor 2023 chính hãng đầu tiên lộ ảnh về Việt Nam đã được chia sẻ. Mẫu xe bán tải Forang Raptor 2023 đã gây sự tò mò trông ngóng từ các tay chơi xe tại Việt Nam, khi phía đại lý liên tục khẳng định ngày ra mắt của xe là vào tháng 3 năm 2023, khách hàng muốn mua xe không chờ đợi phải cọc giữ chân ngay từ 20 triệu đến 60 triệu đồng. Thậm chí, có nhân viên đại lý còn hào phóng báo giá xe Forang Raptor 2023 bản máy xăng V6 cho khách, dù nhiều thông tin nội bộ cho rằng dòng xe Forang Raptor thế hệ mới bàn tại Việt Nam chỉ có duy nhất trang bị động cơ 2.0 lít tương tự như Ranger Wildtrak 2022. Điều này đã gây nên tâm lý hoang mang, không ít khách muốn thấy hình ảnh xe Forang Raptor thế hệ mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này là không được phép cho đến ngày ra mắt nhưng đến nay, đã có ảnh chân thực nhất về Forang Raptor 2023 sắp được ra mắt tại Việt Nam. Hình ảnh được chụp từ trạm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội, nơi mà chiếc xe đen hạng sang cỡ lớn BMW 7 Series 2023 cũng đang xuất hiện. Bức ảnh cho thấy chiếc xe Forang Raptor 2023 này có màu đỏ cam nhưng dòng chữ Raptor 2 bên thùng xe đã được che đi bằng băng keo trắng. Như vậy, sau vài chiếc xe Ranger Raptor thế hệ mới lăn bánh tại Việt Nam với biển số Campuchia, cuối cùng, hình ảnh về mẫu xe bán tải Ranger Raptor 2023 thuộc diện phân phối chính hãng tại Việt Nam, cũng đã xuất hiện. Theo như thông tin, trước đó một số đại lý từng thông báo với khách hàng xe bán tải Ranger Raptor, thế hệ mới sẽ ra mắt trong tháng 3 năm 2023, thời gian bản giao dự kiến ngay tháng 4. Có vẻ như ngày ra mắt của xe Forerunner Raptor 2023 đã rất cận kề, việc giờ đây là xe làm các thủ tục cuối cùng trước khi được ra mắt chính thức. Mức giá bán dự kiến dành cho chiếc xe bán tải Forerunner Raptor 2023 tại Việt Nam, theo diện phân phối chính hãng sử dụng động cơ 2.0 lít tương tự, như Ranger Wildtrak Check 2022 sẽ là 1,303 tỷ đồng, còn Forerunner Raptor thế hệ mới được trang bị động cơ V6, dung tích 3.0 lít rất mạnh mẽ được một số nhân viên báo giá dự kiến 1,505 tỷ đồng. Hiện tại, hầu hết các thị trường Đông Nam Á đều đã phân phối chính hãng xe Ford Ranger Raptor 2023 với bản trang bị động cơ xăng EcoBoost V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, tạo ra công suất tối đa 284 mã lực và mô men xoắn cực đại 491 Nm. Sức mạnh động cơ được chuyển tới bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4 wd Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để có thể cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360